Xin chào mừng khán giả đến với chương trình Ca sĩ ẩn danh. Chuyến hành trình đưa khán giả đến với không gian nhạc đầy cảm xúc xưa và nay. Khán giả sẽ có cơ hội gặp lại những giọng ca vang bóng, những ca sĩ của ký ức. Hôm nay tôi quá bấn loạn vì tôi gặp lại những cái... Chịu không nổi. Tối nay tôi mới biết sấy cỡ nào. Bốn màn trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ các ca sĩ thế danh thay cho các ca sĩ thật sự ẩn danh từ sau sân khấu. Anh Kim Tử Long làm em bồi hồi quá. Con nhảy coi chừng là tối về con ngủ không được nữa con. Em với anh Long á, nói chung là rất thân. Nắm tay với anh Long là hoài hà năm 1900 hồi đó đó. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi ngồi tôi im đe mà giờ tôi đã dễ sợ luôn á. Trời con ơi, con dễ thương quá à. Con nhớ nói lại với cô Trinh giùm nha con. Liệu ca sĩ ẩn danh nào sẽ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu đây? Các em đã mở ra những trang mới trong lịch sử âm nhạc của Việt Nam trong dòng chảy chung. Những cái bia báo mực tím nè, những cái bia báo hóa học trò nè, những cái bài viết mà báo giấy mọi người cắt và dán lên tường. Đó là hành trang, đó là tất cả những gì mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Chúc mừng em đã trở lại về ca sĩ ẩn danh. Tất cả cảm xúc ấy chỉ có tại chương trình Ca sĩ ẩn danh. Hãy cùng cảm nhận âm nhạc từ trái tim đến trái tim. Đón xem tập 8 Ca sĩ ẩn danh phát sóng lúc 21:15 ngày 11 tháng 10 trên VTV3.